kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật từ quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Quan cảnh vụ án Trương Mỹ Lan, án tử hình và số tiền chiếm đoạt chấn động lịch sử Việt Nam. Điều hành tập đoàn Vạn Thịnh Phát với hàng nghìn công ty chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng từ ngân hàng. Trương Mỹ Lan xứng đáng là người đàn bà có máu liều nhất Việt Nam. Chỉ nhìn vào số tiền ngân hàng SCB huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân để trường bị làn rút ruột, số tiền hối lộ quan chức, số bị hại đầu tư mua trái phiếu vạn thịnh phát, số tài sản bị kê biên của Mỹ Lan, đủ thấy đây là một đại án tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay, có sự tiếp tay rất lớn của các cán bộ thoái hóa, biến chất. Những con số biết nói. Chỉ đọc những con số liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát chắc hẳn nhiều người choáng váng vì số tiền chiếm đoạt lớn tới mức tương đương tổng tài sản của 5 người giàu nhất Việt Nam cộng lại, khoảng 13,2 tỷ đô la Mỹ. Số đổ mọi kỷ lục về tham ô, tham nhũng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam từ trước đến nay. Nói một cách dễ hiểu hơn, nếu quy đổi ra tiền mệnh giá 500.000 đồng, nó có thể xếp kín khoảng 840 sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Thậm chí vẫn là từ tiền 500.000 ấy, số tiền chiếm đoạt lớn tới mức nó có thể nặng tới 68 tấn và khi trải ra có thể dài tới hơn 10.000 km. Tính từ ngày mùng 5 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 năm 2024, trải qua 9 ngày xét xử, hội đồng xét xử đại diện viện kiểm sát và các luật sư đã xét hỏi đối với các bị cáo, bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Toàn bộ phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức liên quan sẽ bước vào phần luận tội và đề nghị án của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân. Tên thật, Trương Muộn, tên thường gọi Trương Mỹ Lan. Bạn này là nữ doanh nhân kiêm tỷ phú người Việt gốc Hòa. Bà là người sáng lập và hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Gia tộc của bà là một trong những gia tộc giàu có nhất Việt Nam. Trước đó trong gần 2 tuần xét xử vừa qua, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Đại diện viện kiểm sát và luật sư đã xét hỏi xong đối với các bị cáo bị hại mới có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Quá trình xét xử, trừ bị cáo Lang, những người khác đều thừa nhận hành vi phạm tội. Do số lượng bị cáo đông, tính chất vụ án đặc biệt phức tạp nên viện kiểm sát phải mất ít nhất một ngày mới công bố xong bản luận tội, đưa ra quan điểm đề nghị cuối cùng. Bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc ba tội danh gồm tham mô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và đưa hối lộ. Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận cáo buộc nắm 85-91% cổ phần ngân hàng SCB như cáo trạng nêu, mà cho rằng bị cáo chỉ sở hữu khoảng 4,9% cổ phần của SCB, còn lại là của người thân, bạn bè trong và ngoài nước. Ngoài ra bị cáo cho rằng mình không chỉ đạo thành lập các công ty ma, không nâng khống giá trị tài sản để lấy tiền SCB, mà cho SCB mượn tài sản để tái cơ cấu. Cũng tại các phiên xử trước, bị cáo Trương Mỹ Lan xin hội đồng xét xử tạo điều kiện để bị cáo khắc phục hậu quả. Bị cáo Lan cho biết gia đình đang giao bán một số tài sản để lấy tiền khắc phục hậu quả trong vụ án như tòa nhà Capital Palace và khách sạn Dew ở Hà Nội. Bán cổ phần của bị cáo Lan tại một số tập đoàn sản xuất vaccine với giá 315 tỷ đồng, bán cổ phần tại một công ty bảo hiểm với giá 920 tỷ đồng. Bị cáo Lan đề nghị hội đồng xét xử chuyển 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí hoàn trả cho mình. Số tiền được xác định do bị cáo Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt của bị cáo Lan để đưa vào SCB khắc phục thiệt đại. Còn với tư cách là bị hại trong vụ đại án, đại diện Ngân hàng Thương mại của phần Sài Gòn SCB đã trình bày không đồng ý với khoản tiền do nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB, theo cáo trạng xác định là hơn 498.000 tỷ đồng. Vì đại diện SCB tại tòa đề nghị hội đồng xét xử xác định thiệt hại trong vụ án là 760.279 tỷ đồng. Liên quan đến 1.166 mã tài sản bảo đảm, cho 1.284 khoản vay thuộc trách nhiệm của bị cáo Trường Mỹ Lan, đại diện SCB đề nghị được quyền khai thác, sử dụng, quản lý, không phân biệt tài sản đó có đủ điều kiện pháp lý hay không. SCB cũng đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục truy tìm các tài sản của bị cáo Trường Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát chưa bị kê biên để đảm bảo nhiệm vụ thi hành án của các bị cáo cho SCB. Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ cho vay giải ngân 2.527 khoản, gồm 1.057 khoản khách hàng cá nhân và 1.470 khoản khách hàng tổ chức, với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, thời điểm khởi tố vụ án, còn 1.284 khoản vay gồm 440 cá nhân vay, 512 khoản và 435 tổ chức vay 772 khoản, với dư nợ hơn 677.000 tỷ đồng. Các khoản vay đều thuộc nợ nhóm năm không có khả năng thu hồi sau khi trừ đi các tài sản bảo đảm có giá trị, thiệt hại gây ra cho ngân hàng SCB là hơn 498.000 tỷ đồng. Nhưng vào số tài sản khủng đó cho thấy mức độ giàu có của Bà Lan ra sao và để có được số tài sản đô sộ đó, Bà Lan đã có những chiêu trò lũng đoạn rút ruột SCB rất cao tay và bất cứ ai nghe thấy cũng phải ngả mũ trao thua bởi đầu óc có sỏi của người đàn bà thủ đoạn này. Vạn Thịnh Phát và những con số khủng khiếp Đại diện viên kiểm sát xác định việc đưa vụ án Trung Mỹ Lan và đồng phạm ra xét xử là không có vùng cấm, đặc quyền, ngoại lệ nhằm củng cố lòng tin của người dân với đảng, nhà nước bị cáo Lan với vai trò chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thành lập và điều hành hàng loạt công ty trong hệ sinh thái, lợi dụng chính sách nhà nước trong việc tái cơ cấu ngân hàng, bị cáo đã thâu tóm ba ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, Đệ Nhất, Việt Nam Tín Nghĩa từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022. Bạn này đã thâu tóm nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của SCB, từ 85% đến 91,5% cổ phần qua đó trở thành cổ đông có quyền lực chỉ đạo điều hành thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau. Trương Milan cùng đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi như tuyển chọn bố trí nhân sự thân tín vào các vị trí thủ chốt tại SCB, thành lập một số đơn vị thuộc ngân hàng chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của bà Lan thành lập sử dụng hàng nghìn công ty ma thuê nhiều cá nhân câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn không thể rút tiền từ SCB, lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau giải ngân, bán nợ xấu, che giấu sai phạm, mua chuộc, tác động người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ. Từ đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm với những vị trí vai trò khác nhau thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức thủ đoạn tinh vi sở quyệt gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Nhằm che giấu thực trạng yếu kém của SCB, để ngân hàng không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, tiếp tục được tái cơ cấu, bà Lan đã chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, bốn lần đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra, 5,2 triệu đô la Mỹ, đưa tiền quà cho các thành viên trong đoàn thanh tra. Hành vi phạm tội của bị cáo Lan cùng đồng phạm và đoàn thanh trà đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của nhà nước trong quản lý kinh tế, gây mất niềm tin của người dân nên cần xử lý nghiêm minh. Đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm. Mặc dù không giữ chức vụ tại ngân hàng SCB nhưng bà trung Mỹ Lan lại là người chi phối lúc đoạn chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này với vai trò là cổ đông lớn. Vì từ khi sát nhập năm 2012 đến nay, bà ta luôn nắm cổ phần chi phối từ 85% đến 91,5%, số cổ phần còn lại do hơn 4.000 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ. Để thực hiện kế hoạch rút ruột SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong đó, SCB có vai trò đặc biệt quan trọng, được sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái. Tại ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan bố trí người thân tín của mình giữ các chức vụ chủ chốt của ngân hàng, đồng thời nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng, biến SCB trở thành công cụ tài chính để tổ chức huy động tiền gửi. Từ đó bà Lan chỉ đạo thuộc cấp tại SCB và hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng hàng minh cá nhân, pháp nhân để lập cảng min hồ sơ khống đứng tên vay vốn của ngân hàng. Các tài khoản ký khống này đều thực hiện rút tiền tại SCB trước khi hợp đồng tín dụng, thủ tục thế chấp tài sản được hoàn thiện. Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về bà tội đưa hối lộ vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham mô tài sản. Những bị cáo còn bị truy tố về một trong các tội tham mô tài sản nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Gần 200 luật sư tham gia bảo chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp các bên liên quan, trong đó riêng bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư tham gia bảo chữa, gồm Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh, Trương Thành Đức. Toàn bộ các bị cáo đã được di lý từ các trại giam vào trại giam T17 huyện Củ Chi ở thành phố Hồ Chí Minh được biết toàn bộ quá trình xét xử bị cáo trương mỹ lan quanh co chối tội không thừa nhận hành vi phạm tội của mình đổ lỗi cho cấp dưới hậu quả của vụ án đặc biệt nghiêm trọng không có khả năng thu hồi viện kiểm sát cũng nêu bị cáo trương mỹ lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tích cực tham gia công tác từ thiện công tác phòng chống dịch covid 19 đều tặng bằng khen của nhiều cơ quan tổ chức khác nhau đồng thời tích cực tự nguyện khắc phục hậu quả. Tuy nhiên bị cáo Lan phạm tội trong thời gian dài có tổ chức, phạm tội hai lần trở lên, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để thực hiện phạm tội đến cùng. Đây là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong đó, Viện Kiểm sát xác định bà Lan có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo đã chỉ đạo việc lập các công ty ma, nâng khống tài sản đảm bảo, lập hồ sơ khống để rút tiền SCB. Việc đưa tài sản vào SCB chỉ là phương thức, thủ đoạn nhằm tiếp tục rút tiền của SCB. Từ phân tích trên, Viện Kiểm sát nêu quan điểm qua các lời khai của đồng phạm xác định tội của trương mỹ lan đúng như cáo trạng đã truy tố cùng với đó viện kiểm sát đề nghị mức án nghiêm khắc nhất đối với trương mỹ lan bị cáo trương mỹ lan phạm tội nhiều lần trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi phạm tội có tổ chức quá trình điều tra và xét xử không thành khẩn khai báo quanh co đổ lỗi cho cấp dưới hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng không có khả năng thu hồi nên cần loại bỏ ra khỏi xã hội viện kiểm sát nhận định đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bà lan mức án nghiêm khắc nhất ông trùm quyền lực nhất thanh hóa bị bể cụ đi để lại vợ trẻ kèm ba đứa con gái và kho tiền khủng đường quan lộ thanh thang của dòng họ cùng đồng nợ ích đã bị tổng bí thư tô lâm bao vây thưa quý vị ở thanh hóa chỉ cần nhắc tới nguyễn đình xứng kèm theo chức danh chủ tịch tỉnh thanh hóa đã khiến cho quan to quan nhỏ nhiều tiền hay ít tiền cũng phải tính nể khiếp sợ vì đơn giản thế lực đứng sau ông quá khủng và mạnh không chỉ lớp bảo vệ vững chắc ở thanh hóa mà còn cả cấp thượng tầng cũng sổ đen cho ông. Tuy nhiên, trong tay có tiền lẫn thế lực, hậu thuẫn mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể thoát được lưới pháp luật và trước lò diệt tham nhũng của Tổng Trọng, Nguyễn Đình Xứng thật sự là người vừa có mưu lẫn trí khi mà bàn tay đã nhúng đầy tràm từ lâu. Nhưng tới hôm nay, ông mới chính thức bị bắt thì cũng đã thấy rõ từng nắm quyền lực khủng như thế nào. Từ nay, cụ đã chính thức bị sổ khám. Điều này không bất ngờ lắm với dư luận, nhưng cụ đi mà để lại vợ trẻ cùng ba đứa con kèm hàng đống tài sản khổng lồ mới thật sự khiến giới quan sát chính trị quan tâm. Sau khi bị đoàn quân của tướng Tô Lâm bắt khẩn cấp tại nhà riêng, thì hàng loạt bí mật của Động Thanh Hóa cũng bị bới tung. Có thể nói rằng tướng Lâm đã cho đào vây tất cả, nhưng bắt được chọn ổ hay không là vấn đề lớn. Đặc biệt, khi có khui ra hàng loạt khối tài sản siêu khổng lồ ở Động Chính trị xứ Thanh hay không là câu hỏi mới đáng bận tâm cho dân chúng lúc này. Rồi đây, ông Trùm nắm quyền lực cao nhất đất Thanh Hóa đã bị bắt. Vậy kế hoạch tiếp theo của tướng Lâm là gì? Mà đột giới quan sát chính trị, nhận định lại chấn động cả Kinh Bắc. Hãy cùng làm rõ ngay sau đây. Những thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến dự án Hạt Thành Tower. Theo đó, liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng công trình Hạt Thành Tower, địa chỉ tại Phan Chu Trinh, phường Biện Biên, thành phố Thanh Hóa. Ngày 21 tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định khởi tố ba bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cụ thể ba bị can bao gồm ông nguyễn đình xứng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa ông cù đình huyền nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa ông bùi văn nam nguyên phó trưởng phòng kinh tế tài chính thuộc văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình Sự, sai phạm của ba bị can nói trên diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của công ty cổ phần Song Mã tại dự án Hạt Thành Tower, tăng diện tích dự án nhưng giảm tiền nộp ngân sách. Ngày 17 tháng 2 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản về việc chỉ đạo thanh tra tổng thể toàn diện về quy hoạch đất đai, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, đối với 12 dự án sử dụng đất. Trong tổng số 12 dự án nói trên, có dự án đầu tư xây dựng công trình Hạt Thành Tower được phê duyệt năm 2011 với diện tích 0,3 hecta. Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định có nhiều sai phạm trong dự án này và đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận và người dân tỉnh Thanh Hóa bởi sai phạm dự án Hạt Thành Tower đã gây ra thất thoát nhiều tỷ đồng cho ngân hàng nhà nước. Ngày 29 tháng 1 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định điều hành, điều chỉnh diện tích và nâng diện tích đất của dự án hạt thành Tower từ 2.706m2 lên hơn 2.900m2. Thời điểm này, ông Nguyễn Đình Xứng đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa được phân công phụ trách giá cả. Đến ngày 23 tháng 12 năm 2013, ông Nguyễn Đình Xứng ký quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của Công ty Cổ phần Sòng Mã tại dự án Hạt Thành Tower với giá 21 triệu đồng trên một mét vuông, tức giá này được định giá từ năm 2009. Dù tăng diện tích đất, nhưng số tiền sử dụng đất mà Công ty Cổ phần Sòng Mã phải nộp giảm từ hơn 56.826 tỷ đồng xuống 48 tỷ đồng. Cơ quan Công an xác định việc phê duyệt quyết định trên đã gây ra thiệt hại trong ngân sách nhà nước, số tiền hơn 55,8 tỷ đồng. Đáng nói, năm 2013, Công ty cổ phần Song Mã mới hoàn tất điều chỉnh về mặt bằng quy hoạch và được giao bán đất thực địa vào năm 2014. Tuy nhiên, từ năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đồng ý cho công ty cổ phần Song Mã chuyển quyền sử dụng đất đối với khu đất xây dựng tòa nhà hỗn hợp 15 tầng Hạt Thành Tower cho công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng. Liên quan đến dự án Hạt Thành Tower, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án từ giữa năm 2022 để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong năm 2022 đến 2023, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các ông bà Đình Văn Cẩm, nguyên giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, Nguyễn Bá Hùng, nguyên phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa quý vị thân mến trong công cuộc đốt lò chống tham nhũng của tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương được update từng giờ có thể thấy dù không còn là người cầm cờ đứng đầu trong ngành công an nhưng với quân hàm đại tướng tổng bí thư tô lâm đã và đang làm được nhiều thứ hơn thế những phát súng thành trường tội phạm nhất là tội phạm về tham nhũng đang được cho vào tổng nắm thậm chí khởi tố hình sự đang mang đến những dấu hiệu đáng mừng hơn bao giờ hết một tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm đã nhấn mạnh thêm quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng và tiêu cực nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong bối cảnh mới. Đây là một cam kết rõ ràng về việc kiên trì kế thừa và tiếp nối tông cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, một chính sách đã được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo và chỉ đạo trong suốt thời gian qua. Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là lời cam kết mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ về quan điểm và phương châm của Đảng trong việc phòng chống tham nhũng. Ông nhấn mạnh rằng cuộc chiến này không ngừng nghỉ mà sẽ tiếp tục với cường độ cao, thể hiện quyết tâm làm trong sạch đảng từ cấp trung ương đến địa phương. Động thái này cho thấy sự kiên trì trong duy trì và phát huy thành tựu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã khởi xướng và dẫn dắt cuộc chiến chống tham nhũng một cách quyết liệt. Đại biểu Quốc hội 15 bị bãi nhiệm là trường hợp của ông Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội khóa 15, ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách. Ông Lê Thanh Vân đã bị khởi tố bắt tạm giam hôm 10 tháng 7. Sau đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã khai trừ ra khỏi đảng theo quy định. Ông Lê Thanh Vân vị Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội. Đến nay, khi ông Lê Thanh Vân bị bắt và khởi tố, người ta mới nhận ra ông Vân có thể cùng một ruột với ông Lưu Bình Nhưỡng. Được biết, việc bắt ông Vân chỉ diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình. Hiện công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương thu thập củng cố tài liệu chứng cứ đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật. Công an Thái Bình thông tin những gì về kết quả khởi tố điều tra đối với ông Lê Thành Vân. Và chiều ngày 10 tháng 7, bất ngờ công an tỉnh Thái Bình đã đăng tải thông tin về kết quả khởi tố điều tra đối với ông Lê Thành Vân đại biểu Quốc hội khóa 15. Vậy thông tin của công an tỉnh này đưa ra là những gì? Có liên quan đến ông Lưu Bình Nhượng hay không? Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Công an tỉnh Thái Bình thông tin kết quả khởi tố điều tra. Ngay trên cổng thông tin của Công an tỉnh Thái Bình có đăng tải nội dung liên quan đến đại biểu Quốc hội khóa 15 Lê Thanh Vân, kèm theo hình ảnh ông Lê Thanh Vân trước khi bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố. Thật buồn khi đây không phải là những bài phỏng vấn hay một phóng sự chân dung, đó là một thông tin về kết quả khởi tố điều tra độc động Lê Thanh Vân đại biểu Quốc hội khóa 15. Đáng buồn hơn, câu chuyện vụ án này còn xuất hiện thêm một cựu đại biểu cũng đổi như cồn, có chung level và những phát ngôn nhiều lần làm nóng nghị trường quốc hội đó chính là ông Lưu Bình Nhưỡng. Căn cứ tài liệu điều tra vụ án căn cứ quy định của pháp luật ngày mùng 10 tháng 7 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân, tên thật Lê Thanh Vân sinh năm 1964, thường trú phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, quê quán Hậu Lộc, Thanh Hóa, trình độ tiến sĩ, Cụ thể, Công an tỉnh Thái Bình nêu rõ lý do bắt và khởi tố ông Lê Thanh Vân là đại biểu quốc hội quá 15 để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại Điều 358 Bộ Luật Hình Sự. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn các quyết định lệnh trên. Đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình. Hiện công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương thu thập củng cố tài liệu chứng cứ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án thu hồi tài sản theo quy định pháp luật. Trước đó, ngày 14 tháng 11 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can Lưu Bình Nhưỡng để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại điều 170 Bộ luật hình sự. Ông Lưu Bình Nhưỡng được xác định có liên lịch như sau: Tên thật Lưu Bình Nhưỡng sinh năm 1963, quê quán xã Hồng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, thường trú quận Tây Hồ, Hà Nội. Cùng với đó, mở rộng điều tra ngày 26 tháng 12 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình tiếp tục ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Bình Nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo khoản 4 điều 358 Bộ luật hình sự. Còn theo truyền hình công an nhân dân, tài liệu điều tra xác định năm 2021 liên quan đến một dự án, Lưu Bình Nhưỡng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm hưởng 300.000 đô la Mỹ. Đây là kết quả mở rộng vụ án Phạm Minh Cường thường gọi là Cường Quát, đối tượng hình sự có ba tiền án trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản. Công an tỉnh Thái Bình đã khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật. Ngày 15 tháng 11, Công an tỉnh Thái Bình thông tin kết quả bước đầu việc mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản của Giang Hồ Cường Quát có liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo tài liệu điều tra, khi đã biết thông tin một số doanh nghiệp Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép cho khai thác cáp tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Hương cùng đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều nhằm gây sức ép buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường. Tính từ năm 2020 đến năm 2022, Cường cùng đồng bọn không chỉ chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của các doanh nghiệp mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã xác lập chuyên án để triệt phá băng nhóm của Cường, đồng thời mở rộng điều tra những trường hợp đã tiếp tay giúp sức cho Cường. Trước đó nữa, vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, Cường và 4 người khác bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng. Trong vụ án này, Cường được xác định là người cầm đầu băng nhóm tội phạm hoạt động tại một số huyện ven biển của tỉnh Thái Bình theo hình thức xã hội đen. Ngoài ra, công an phát hiện Cường Quát có biểu hiện móc nối với một số người có tiền án tiền sự tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên để bảo kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển hành hung người khác gây dối trật tự công cộng tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Thái Bình. Ngay trong tối ngày 5 tháng 1 khi ông Nhưỡng chính thức bị bắt được gần 3 tháng, bất ngờ vợ ông Lưu Bình Nhưỡng đã tới cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình nộp 300.000 đô la Mỹ tương đương hơn 7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho ông Nhưỡng. Đây được đánh giá là động thái cứu chồng của vợ cựu đại biểu quốc hội khi Tết Nguyên đán cận kề và ông Nhưỡng lại bị truy thêm nhiều tội khác. Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, các thế lực phản động lại dở trò vô cáo bôi nhọ. Ông Lưu Bình Nhưỡng từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, được biết đến là người hay có những phát biểu tranh luận tại nghị trường, đặc biệt liên quan đến các vấn đề nóng của xã hội. Nhiều phát biểu trong đó đã bị số đối tượng chống đối lợi dụng bôi nhọ cơ quan đảng nhà nước trở thành chất liệu chống phá. Đặc biệt, ông Lưu Bình Nhưỡng cũng từng có những phát biểu trước Quốc hội về đạo đức, công lý và những thế lực xấu đã lợi dụng tung hô, lấy cớ xuyên tạc. Vì vậy không ngạc nhiên, khi tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, lập tức các đối tượng chống đối phản động đã lợi dụng vụ cáo tổ chức khủng bố việt tân cho rằng vì ông lưu bình nhưỡng hay đói động chạm đến các vấn đề xã hội động chạm cả đến cơ quan tiến hành tố tụng mà dẫn tới bị xử lý hình sự chúng còn thần thánh hóa rằng với việc ông nhưỡng bị bắt dân mất chỗ dựa mất nơi gửi đơn cơ quan. có thể nói đây là luận điệu kích động xuyên tạc thường thấy của những thế lực xấu nhằm đánh cháo bản chất của vấn đề Ở việc khởi tố ông lưu bình nhưỡng một lần nữa cho thấy việc xử lý vi phạm không có vùng cấm dù là người có chức vụ quyền hạn hay một người dân bình thường. Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chia sẻ khi tiếp xúc cử tri, rằng không hay ho gì khi phải xử lý cán bộ đồng chí của mình, nhưng vì sự tôn vong của chế độ, của đảng, đòi hỏi phải làm nghiêm, xử lý nghiêm. Đây cũng là một bài học đối với các cán bộ đảng viên, có chức quyền, dù to hay nhỏ, đều phải sống và làm theo pháp luật. Mọi sai phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm, công bằng trước pháp luật, không có ngoại lệ.